Xin chào các bạn. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn tiếp chúng ta từ câu số 35 nhé. Từ phần chuyên đề ngữ pháp này. Đó của chương trình ôn thi giữa học kỳ 1 dành cho học sinh lớp 10 nhé. Nào, nối tiếp phần 1 đầu tiên cô đã hướng dẫn các bạn đến hết câu 34. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu 35. Ở đây câu này là về phần ngữ pháp có từ yet này. Thì cụ thể đây là về chuyên đề thì. Và thì này thì các bạn biết là sẽ là thì hiện tại hoàn thành rồi đúng không? Và nên dạng bị động hiện tại hoàn thành nên đáp án là đáp án A nhé. Kiến thức là have cộng chủ ngữ chỉ vật. Đi với been phân thứ hai, đây là dạng bị động nhé. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 36. Tom nói rằng anh ấy có thể giúp tôi với bài luận này. Đó. Thế thì ở đây của chúng ta sẽ có sau could, chúng ta sẽ dùng verb nguyên thể cho cô này. Đó. Là có thể làm gì? À, đấy. Thì verb nguyên thể ở đây chúng ta sẽ chọn để đáp án là đáp án đi. Nào sang cho câu số 37 là Miss Kim thì không chịu được áp lực khi mà bị áp lực cao đấy đúng không, thì không thể nào mà làm việc tốt được đó. Thì cái này của chúng ta sẽ hiểu đây là một cái thông tin thực tế của cái cô Kim này, tức là cứ khi nào mà bị áp lực thì sẽ không làm việc được tốt. Thì nó là một điều mà từ trước đến nay lặp đi lặp lại á. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn thôi nhá. Và hiện tại đơn ở đây chúng ta sẽ dùng cho cô là doesn't work. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang 38 này. John khiến cho tôi cười rất nhiều với những trò đùa hóm hỉnh của anh ấy. Thế thì ở đây các em sẽ có kiến thức là make somebody, đi với verb nguyên thể, có nghĩa là khiến ai làm sao. Đó, nên ở đây chúng ta chọn đáp án C nhé. Make me laugh. Tiếp tục nào, chúng ta chuyển sang 39. I like gì gì đó. All of you to enjoy my party on this Friday. Là tôi muốn mời tất cả các bạn tham gia, tận hưởng bữa tiệc của tôi vào ngày thứ 6 này. Kiến thức của chúng ta là would like to work. Là muốn làm gì? Đó, nên ở đây chúng mình sẽ chọn để đáp án A nhé. Nào, sang 40. We expect Linh. Chúng tôi hy vọng Linh đến sân bay, không đến sân bay muộn, bởi vì chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa. Thế thì ở đây sẽ cần phải hiểu là hy vọng ai đó không làm gì nhé. Rồi, thế thì kiến thức ở đây của các em, các bạn sẽ cần dùng cho cô ở đây là expect somebody not to work. Là hy vọng ai đó không làm gì, bởi vì ở đây là máy bay sắp cất cánh rồi. Đó, nên chúng mình sẽ chọn đáp án B nhé. Là not to come. Nào, sang 41 này. Tôi rất vui khi nghe thấy rằng bạn đã đỗ kỳ thi lái xe. Chúc mừng bạn. Thì các em sẽ có ở đây là rất vui khi làm gì. Chúng ta có to be happy. Đi với to verb nhé. Đó, và to verb ở đây của chúng mình thì đó chính là đáp án D. Nào, sang 42. Mẹ của tôi nói rằng mẹ muốn đi tới Hội An hơn là Nha Trang. Đó, thì các em có ở đây là would rather đi về vợ. Là muốn làm gì hơn. Đó, thì vợ ở đây chúng ta nhìn cho cô thì các bạn thấy luôn được ở đây là có đáp án đi luôn nhá. Nhìn cho là làm ngữ pháp này khá là dễ. Các bạn chỉ cần biết công thức thôi, các bạn lắp vào là được. Nào, ví dụ như câu 43 ở đây của chúng ta này. Chúng ta sẽ có là allow. Nếu mà có somebody thì chúng ta sẽ đi với to verb. Ở câu này có thêm một đặc điểm nữa là not, thì có thể là not to verb. Đấy, thì các bạn sẽ set hai đáp án đó, A và B. Tôi cho phép con gái nhỏ của tôi chơi với những người bạn của nó ở trong vườn hoa. Đấy, thì ở đây là cho chơi nên các bạn chọn đáp án B nhé, là to play. Sang 44, you the better. Đây là bạn nên.
Bạn nên đi ra ngoài với những người bạn của bạn bởi vì vào ban đêm thì trời rất là nguy hiểm. Cái lúc đó rất là nguy hiểm. À, thế thì bây giờ các bạn có ở đây had better đi về verb nguyên thể nhá. Là nên làm gì? Nên làm gì ở đây thì chúng mình sẽ chọn được be. Nào, sang 45. My parents let my sister. Là bố mẹ của tôi cho chị gái của tôi đi cắm trại với những người bạn của chị ấy ở trên núi. Ở đây cũng là cho phép ai thì chúng ta áp dụng theo kiến thức là let somebody verb nhé. Đó, vào verb ở đây thì các bạn chọn được đáp án C. Nào, sang 46. We intend to tell him the truth for fear that he'll fly into a fit of madness. Ở đây là chúng tôi có ý định là không nói cho anh ta sự thực bởi vì e rằng là anh ta sẽ nổi giận lên đó. Đó thì chúng ta có fly into a fit of madness, có nghĩa là nổi đoá lên, rất là giận dữ này. Đó, thì có ý định làm gì là intend to verb. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ cần phải cho not ở trước to verb vì có ý định không nói cho anh ấy biết sự thực nhá, là not to verb. Rồi tiếp theo chúng ta từ câu 47 này các bạn sẽ thấy đây là về chuyên đề kiến thức của câu ghép. Và chúng ta sẽ thấy được mối quan hệ giữa vế trước và vế sau như thế nào rồi chúng ta sẽ sử dụng liên từ của câu đấy nhá. My family really loves Japanese food. Là gia đình tôi thì thực sự thích đồ ăn của Nhật Bản. Đằng sau là chúng tôi order nó 2 lần một tuần. Thế thì rõ ràng là do thích, vì vậy là order, thì vì vậy là từ sau. Nào, sang 48. These games are really challenging. Games như thế này thì rất là thử thách. Đằng sau là không dễ để mà dành một chút thời gian chơi nó thôi. Đó. Thế thì game khó đúng không? Vì vậy mà không dễ để mà chỉ dành xíu thời gian thôi đã giải được game rồi á. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án A nhé. Nào, sang 49 nữa cô. Smoking is extremely detrimental to health. Là hút thuốc thì cực kỳ có hại cho sức khỏe. Đằng sau là rất nhiều người vẫn tiếp tục hút thuốc dù sao đi nữa. Đó. Thế thì một bên chúng ta thấy là có hại cho sức khỏe. Đó. Nhưng mà một bên của chúng ta thì lại thấy là rất nhiều người vẫn cứ tiếp tục hút thuốc. Thế thì ở đây từ đó các bạn sẽ thấy ở đây là gì? Tuy nhiên đây chúng ta sẽ chọn C nhé. Yeah. Đằng sau 50. Chúng tôi bị lạc ở trong rừng. Đằng sau là thật là may mắn. Người bạn của tôi đã có bản đồ ở trong ba lô của anh ấy. Một bên là bị lạc và một bên là may mắn. Đấy, thì chúng ta sẽ hiểu đây là nhưng thật may mắn nhé. Là but. Nào, sang 51. Would you like a cup of milk tea? Or a cup of hot chocolate after dinner? Đây là lựa chọn một trong hai. Là bạn muốn uống một cốc trà sữa hay là bạn muốn uống một cốc sô-cô-la nóng sau khi mà ăn tối. Đó, thì ở đây chúng ta hiểu ở đây là something or something. Nên các bạn sẽ chọn đáp án là đáp án B nhé. Hoặc là... Nào, sang 52. Mình thì có răng bị sâu này. Đằng sau là anh ấy từ chối đi khám nha sĩ. Ồ, thế thì hai vế này là tương phản nhau. Đó, nên tương phản nhau thì các bạn chọn but nhưng nhé. Nào, sang 53. Anna thinks she ought to go to the university. Là Anna nghĩ rằng cô ấy nên đi học đại học. Đằng sau là cô ấy muốn có trình độ chuyên môn cho công việc trong mơ của cô ấy. Thế thì bây giờ chúng ta hiểu là bởi vì muốn có trình độ chuyên môn đúng không? Thì từ bởi vì ở đây đó chính là đáp án C nhé. Các bạn nhìn thấy ở đây có dấu phẩy. Đó, và for chúng ta cộng với một mệnh đề thì sẽ có nghĩa bởi vì nhé. For lúc này sẽ có nghĩa bởi vì. Đấy. Nào, tiếp tục chúng ta chuyển sang 54. He invested a lot of money in this business. Anh ấy đầu tư rất nhiều tiền trong ngành kinh doanh này. Đằng sau là nó đã bị phá sản trong một thời gian ngắn. Hai này là tương phản nhau. Đầu tư nhiều tiền nhưng mà đằng sau nó lại là bị phá sản này. Đấy, thì các bạn chọn đáp án A. Nào, sang 55. The students didn't revise for their exams.
là các bạn học sinh thì không ôn tập cho kỳ thi của chúng. Đó, đằng sau này là chúng nhận ra tầm quan trọng của kỳ thi. Thế bây giờ là và chúng cũng không nhận ra tầm quan trọng của kỳ thi nhá. Đó, nên các bạn sẽ chọn đáp án A khi mà chúng ta lặp lại vế phủ định ở phía trước. Đó, và chúng ta sử dụng dạng đảo ngữ là no hoặc là neither cũng được nhá. Đó, rồi các bạn đi với trợ từ và cộng chủ ngữ. Nào, sang 56 nhá cô. Peter wonders he should stay home and watch television. Là Peter thì tự hỏi rằng anh ta nên ở nhà xem TV hay là anh ấy nên đi ra ngoài và ăn tối với những người bạn của anh ấy. Thì ở đây của chúng ta, các bạn có tự hỏi phân vân về điều gì? Thì đó chính là một trong hai nhé. Và một trong hai thì chúng ta sẽ chọn cho cô ở đây là O. Nào, tiếp theo các bạn sẽ đến với một vài câu về phần thì này. 57. Ai sẽ là người giành chiến thắng trong trận đấu World Cup tiếp theo? Và đây của chúng ta, các bạn hiểu đây là một điều xảy ra ở tương lai. Và ở tương lai thì chúng ta sẽ loại đáp án đi nhé. Đó. Và các bạn còn A, B và C. Nếu mà trong trường hợp các bạn chọn được B á, đó thì cũng có khả năng chọn được A nhé. À, hai đáp án này của chúng ta nó sẽ nói về cái dự định có kế hoạch ở trong tương lai. Đó. Hoặc trong trường hợp khác thì chúng ta có thể hiểu là dự đoán có căn cứ. Còn khi mà chúng ta sử dụng will verb á, thì chúng ta hiểu nó là dạng dự đoán. Và dự đoán này là dự đoán không có căn cứ nhé. Đó. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án C nhé. Who will win the next World Cup? Đó là dự đoán không có căn cứ các bạn nhỉ. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang số 58. Anh ta sẽ đi tới nhà hát tối nay. Anh ta có 3 vé. Đây các bạn sẽ thấy đây chính là dạng mà có evidence. Này của chúng ta, các bạn hiểu ở đây là ý định mà có căn cứ nhé. Đấy, nên chúng ta sẽ sử dụng ở đây là dạng hiện tại tiếp diễn hoặc là tương lai gần, là is going. Nào, sang 59. Câu này của các bạn cũng sẽ thấy là có dấu hiệu. Dấu hiệu ở đây là đã mua một vé tàu. Thế nên ở đây cũng sẽ là một kế hoạch. Và kế hoạch chúng ta sử dụng ở đây là hiện tại tiếp diễn hoặc tương lai gần. Đây các bạn chọn đáp án B. I am going to visit my parents at the weekend. Là tôi sẽ ghé thăm bố mẹ của tôi vào cuối tuần. Tôi đã mua một chiếc vé tàu rồi. Nào, sang 60. Don't touch that dog. Đừng có chạm vào con chó đó. Nó sẽ cắn bạn đấy. Đây chúng ta hiểu đây chính là dự đoán. Và dự đoán này là dự đoán không có căn không hẳn là có căn cứ nha các bạn ơi. Để nên chúng ta chọn đi thôi. It will bite you. Nào, sang 61 nhá. Câu 61 này thì chúng ta hiểu đây chính là dạng thức giả định. Nó được đề xuất rằng một nửa đĩa ăn của bạn thì nên bao gồm rau và quả. Đó thì được đề xuất rằng ở đây dạng bị động nên chúng ta chọn A. It is suggested that. Cụ thể nếu mà các bạn mà học bình thường ấy là chúng ta sẽ được học ví dụ đáp án D của chúng ta nó sẽ là chủ ngữ rồi đi với suggest. Đó, có thể trong bài số ít đúng không? Còn nếu mà khi mà chúng ta sử dụng chủ ngữ giả thì chúng ta sẽ sử dụng ở đây là it cộng với to be và cộng với từ suggested. Rồi đi về that rồi cộng với mệnh đề có chút đằng sau. Nào, sang 62. Đồ ăn được broken down, được nghiền nát và được chuyển hóa thành năng lượng ở trong hệ tiêu hóa. Đây mang nghĩa giọng bị động là A, broken down and converted. Nào, sang 63. Stephen William Hawking được sinh ra vào ngày 8 tháng 1 năm 1942 ở Oxford, England. Câu này chúng ta hiểu, đây là kể lại điều xảy ra ở quá khứ nhé. Chúng ta chọn đáp án đi. Nào, sang 64. Cuốn sách này được viết bởi bố của bạn, phải không? Chúng ta chọn đáp án đi nhé. Was that book written by your father? Nào, sang 65. Acupuncture is part of traditional Chinese medicine. Là châm cứu là một phần của y học cổ truyền Trung Quốc. Và
cho đến bây giờ được sử dụng ở Trung Quốc khoảng hàng ngàn năm rồi. Đó, các bạn chọn ở đây cho cô là đáp án A nhé, là has been used. Bởi vì dấu hiệu đây chúng ta có for cũng khoảng thời gian ấy. Đấy, nên chúng ta sử dụng thì hiện tại ở đây. Ở đây dạng bị động. Nào, 66. Ông Snow. Đằng sau là khóa học đó kể từ năm 1985. Đây các em sẽ có dấu hiệu là since cộng với quá khứ. Thì phía trước này chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành nhé. Đó. Và ở đây các bạn hiểu là hiện tại hoàn thành và đằng sau chúng ta đã có ở đây một tân ngữ rồi. Nên câu này sẽ là dạng chủ động. Chủ động với số ít, ông Snow nên là đáp án A nhé. Hasn't stopped. Nào, sang 67. The acupuncturist decides which and how many needles will be used. À, các bạn soạn đáp án B. Thầy châm cứu quyết định là cái kim châm cứu nào và bao nhiêu kim châm cứu sẽ được sử dụng. Đây dạng bị động của tương lai đơn sẽ là will be, rồi đến với phần thứ hai. Nào, sang 68. Giáo viên là phạt học sinh bởi vì cái việc nói dối nhá. Phạt ai vì điều gì này? Đây chúng ta có punish somebody for verbing. Ok, rồi thế thì ở đây các bạn thấy đây chính là dạng chủ động và kể lại nên các bạn chọn đáp án C nhé, punished, chết thì quá khứ. Nào, sang 69. As the patient could not work, bởi vì bệnh nhân không thể đi được, thế nên là anh ấy được trở về nhà trong xe lăn. Rồi, thế ở đây, trong câu này của chúng ta, các bạn nhìn thấy ở đây là có could not work này. Đó. Ở đây, đó là quá khứ và đằng sau của chúng ta là được trở về nhà. Thì cái này cũng là kể lại nhau, kể lại quá khứ. Thì các bạn chọn đáp án C. Was carried. Nào, sang 70 cho cô. The injured là những người bị thương thì được đưa đến bệnh viện trong xe cứu thương. Đây mang nghĩa bị động nhé, là were taken. Kiến thức gốc của chúng ta là take somebody to somewhere, đưa ai đến đâu, và somebody ở đây đã được thành chủ ngữ rồi nhưng câu này sẽ ở dạng bị động. Nào, sang 71. Được cho rằng bức họa này là bức họa giả. Đây được cho rằng ở dạng bị động là it cộng với to be, đi về phần thứ hai rồi các bạn đi về tab nhé. Đó, nên các bạn chọn đáp án B. Nào, sang câu 72, Hoàng và Phong thì chấm 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 bóng đá khi mà họ đang có tiết học bây giờ. Thì bây giờ câu này chúng ta nhìn thấy là có now, tức là hiện nay họ đang không chơi nhá. Họ đang không chơi thì các bạn sẽ chọn được đáp án đi. Nào, sang 73, Hòa thường đảm nhận cái công việc rửa bát ở trong gia đình, usually là dấu hiệu của hiện tại đơn. Và hiện tại đơn ở đây, và chúng ta nhớ hoa hay hòa đó. Đó, ở đây của chúng ta đấy chính là số ít, và số ít thì chúng mình sẽ chọn để đáp án A, là thêm S. Take charge, là đảm nhận nhé. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang 74. Những người bạn của chúng tôi thì đang chuẩn bị cho fashion show bây giờ. Các bạn thấy dấu hiệu của từ now thì đây chúng ta sẽ dùng hiện tại tiếp diễn, và để số nhiều là are preparing. Nào, sang 75. All staff in this restaurant là tất cả nhân viên ở trong nhà hàng này thì đang tham gia một cuộc họp khẩn cấp ngay bây giờ. Đó, chúng ta hiểu cho cô all staff ở đây là tất cả các nhân viên, là muốn nói là các thành viên luôn, để nhấn mạnh các thành viên nên sẽ là số nhiều. Và số nhiều đây các bạn sẽ là are attending, hiện tại tiếp diễn ở có từ now, right now. Nào, sang 76. After the physics lesson, the children know that water, là sau khi tiết học vật lý thì các em nhỏ biết cách rằng là nước sôi ở 100 độ C. Và câu này chúng ta hiểu đó chính là hiện tượng vật lý và đúng 100%. Thì chúng ta sẽ dùng hiện tại đơn nhé. Và hiện tại đơn đó chính là đáp án C.
là sang 77. 77 đây dấu hiệu chúng ta có every Sunday và mỗi hôm chủ nhật. Mỗi hôm chủ nhật thì đây là cái việc mà lặp đi lặp lại vì các bạn cũng sẽ sử dụng hiện tại đơn. Present tense đó, A nhá. Là sang 78, often but she. À, bình thường thì hay làm gì đó, nhưng mà hôm nay một điều bất thường xảy ra today. Thì các bạn có kiến thức là điều hàng ngày lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ dùng hiện tại đơn. Đó, nhưng hôm nay là một điều bất thường thì đằng sau đấy chúng ta sẽ dùng hiện tại tiếp diễn. Các bạn chọn đáp án A nhé. Là Jenny thường mặc đồ jeans và áo phông đến trường. Nhưng mà hôm nay cô ấy đang mặc một chiếc váy rất lộng lẫy. Đó chính là điều bất thường nên các bạn sử dụng hiện tại tiếp diễn là she is wearing a gorgeous dress today. Nào sang 79 nha cô. First thing in the morning, điều đầu tiên vào buổi sáng là tôi có một cốc trà sữa. Đó thì đây là một điều theo kiểu thói quen hàng ngày á, habit đó, nên chúng ta sẽ dùng hiện tại đơn nhé. Chúng ta sẽ chọn được đáp án C. Đó. Thế là chúng ta có ở trong phần này là từ câu 35 nhé. Cho đến câu 79 nhé, là chuyên đề về ngữ pháp nhé. Đó. Còn sau của chúng ta này là phần đồng nghĩa, phần trái nghĩa. Đó. Rồi phần tìm lỗi sai, phần speaking. Nhìn chung là đề cương này khá là dài luôn. Đó. Rồi. Nếu mà các bạn vẫn muốn cô tiếp tục hướng dẫn chúng ta nhé, thì chúng ta có thể comment ở xuống dưới phần video nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Bye bye mọi người.